đã bị tụ tập lũ đầm trai gái với nhau à? Tôi bao nhiêu năm nay cũng cần đi họp lớp gì đâu. Không đi đâu hết. Anh ạ. Anh ơi, My có nhà không ạ? Có. Sao? Thế My ở đâu anh? Dưới bếp. Dạ, em xin phép ạ. Thế á? Đấy. Mày thấy tao có khổ không? Tao phải chịu đựng như thế bao nhiêu năm rồi đấy. Mỗi lần bạn bè tao đến chơi, ông ấy toàn đối xử như vậy thôi. Trong khi đó, bạn bè ông ấy đến, lúc nào tao cũng cơm bưng nước rót. Thế mà bạn bè tao đến chơi, ông ấy cứ hằn học như thế. Nhiều khi tao cảm thấy mất mặt với bạn bè luôn đấy mẹ. Khổ thân mà. Mà này, cuối tuần họp lớp ấy, đi không? Thôi để tao xem. Chồng à, thứ sáu tuần này lớp em tổ chức họp lớp ấy, cũng đã lâu lắm rồi em không gặp bạn bè. Hôm đấy anh đi làm về sớm rồi đón con, xong rồi nấu cơm cho hai bố con ăn nhá. Em đi làm về rồi qua chỗ họp lớp luôn nhá. Họp hành làm cái gì? Lại đi tụ tập lũ đầm trai gái với nhau à? Tôi bao nhiêu năm nay cũng cần đi họp lớp gì đâu. Không đi đâu hết. Em chỉ đi 1-2 tiếng thôi mà. Bảo là không đi đâu hết, hôm đấy tôi bận. Liệu về mà đón con đi nhé. Nhiều người quan điểm rằng lấy chồng như là đánh một cái canh bạc lớn. May mắn thì lấy được người chồng tốt, người chồng tài giỏi, người chồng quan tâm. Thế nhỡ mình không may mắn thì sao? Và nếu như bạn đang ở trong một cái hoàn cảnh là chồng của bạn vô tâm, chồng của bạn coi thường bạn, không tôn trọng bạn và coi thường cả những cái mối quan hệ xung quanh bạn, và bạn cảm thấy ấm ức, bạn cảm thấy uất nghẹn, bạn cảm thấy khó chịu, bạn cảm thấy không được tôn trọng, và có nhiều người khi nghĩ đến chồng thôi là đã rơi nước mắt rồi và bạn muốn thoát ra khỏi cái tình huống đấy. Sự thật, có thể anh ấy đã từng lớn lên trong một gia đình, anh đã từng lớn lên trong một hoàn cảnh anh ấy cũng bị coi thường, anh ấy cũng không được yêu thương, anh ấy cũng không được quan tâm. Chưa ai nói cái lời quan tâm với anh ấy cả, chưa ai nói cái lời yêu thương với anh ấy, và cũng chưa ai tôn trọng và ngưỡng mộ anh. Và vì thế anh cũng không biết làm điều đấy với bạn. Hay có thể anh ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình cha của anh ấy không tôn trọng mẹ của anh ấy, và người phụ nữ trong gia đình anh ấy lớn lên không có tiếng nói, và vì thế anh ấy cũng bị mắc kẹt. Đó chính là anh ấy coi thường giá trị của người phụ nữ. Bạn muốn giúp chồng mình và bạn cũng muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh gia đình như vậy. Và mình chọn là người thay đổi mình trước. Mình chọn trở thành một người phụ nữ có giá trị hơn, một người phụ nữ biết yêu thương chính mình và tôn trọng chính mình, và rồi sẵn sàng chữa lành cảm xúc của mình, những cái tổn thương của mình, để có thể gỡ bỏ những cái ký ức và những cái cảm xúc xấu của chồng mình và kiến tạo cái mối quan hệ hòa hợp. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể sẵn sàng chữa lành những cái cảm xúc tiêu cực bên trong mình? Hãy chọn mình có mặt trong hành trình phụ nữ tỉnh thức 3 buổi tối hoàn toàn miễn phí, nhưng là một con đường để bạn bắt đầu đi vào bên trong mình, bắt đầu làm việc với chính mình, bắt đầu cảm nhận chính mình và chữa lành chính mình. Chỉ cần bấm vào đường link phía dưới và đăng ký, ưu tiên chọn mình có mặt trong hành trình phụ nữ tỉnh thức. Cô Lan hẹn gặp lại các anh chị trong một hành trình tuyệt vời mang tên phụ nữ tỉnh thức. Yêu thương và hẹn gặp lại. Xin chào.